trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trong ngày cùng với Vi Anh và Thanh Tâm. Tiếp theo sẽ là tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý như sau. CNN sa thải 3 nhân viên đi làm chưa tiêm vaccine COVID-19. Thống đốc Florida dọa cắt trợ cấp các học khu buộc học sinh đeo khẩu trang. Hỏa hoạn ở St. Louis, Illinois làm chết 5 đứa trẻ ở nhà một mình. Và sau đây là thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Theo ADP, tổ chức điều hành nguồn nhân lực Hoa Kỳ, thì các công ty tư nhân đã thêm 330.000 việc làm trong tháng 7, chỉ bằng một nửa so với ước tính ban đầu. Hôm qua, ADP cho hay, số việc làm trong lĩnh vực tư nhân đã giảm mạnh trong tháng 7 vì mối lo đại dịch COVID-19 đang lan tràn. ADP nói rằng, tỷ lệ tăng trưởng của ngành dân dụng Hoa Kỳ trong tháng 7 đã thấp nhất kể từ tháng 2. Vẫn theo ADP, thì số việc làm tăng cao nhất trong lĩnh vực giải trí và khách sạn, giáo dục, y tế và thương mại kinh doanh. Các ngành sản xuất hàng hóa chỉ góp phần rất nhỏ cùng với ngành khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên. Phúc trình về thị trường nhân dụng của ADP hoàn tất đồng thời với Moody's Analytics cho thấy một số chi tiết có thể khác nhau nhưng cùng nhận định là số việc làm được tạo ra trong tháng 7 đã thấp đi đáng kể. Thực tế trên cho thấy hoạt động của các ngành kinh tế Hoa Kỳ đang ngưng trệ vì số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta tăng vọt. Nền kinh tế cũng đang vấp phải làn sóng lạm phát, mặc dù các nhà kinh tế và hoạch định chính sách coi đó chỉ là tạm thời và sẽ giảm dần theo thời gian. Và thưa quý vị, hãng thông tấn CNN đã sa thải 3 nhân viên đến văn phòng làm việc khi chưa tiêm vaccine COVID-19, bị coi là vi phạm quy định của công ty. Thông báo của giám đốc CNN, ông Jeff Zucker, lặp lại lời nhắc nhở rằng tiêm vaccine COVID-19 là điều bắt buộc khi họ cần ra ngoài hoặc là tiếp xúc với các nhân viên khác tại văn phòng làm việc. Ông Jeff Zucker cho biết, giám đốc bộ phận tin tức và thể thao của Warner Media khẳng định rằng CNN không khoan dung với người không tuân thủ quy định buộc phải tiêm vaccine COVID-19 trước khi quay trở lại làm việc. Hầu hết các văn phòng chi nhánh của CNN đã mở cửa một cách tự nguyện và theo ông Zucker thì hơn 1/3 nhân viên của bộ phận tin tức đã trở lại văn phòng hãng thông tấn để làm việc. Các nhà lãnh đạo CNN cũng cho hay nhân viên làm việc tại các văn phòng chi nhánh ở Atlanta, Washington và Los Angeles được yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trong phòng kín mà không sợ bị chế giễu, chê bai trừ khi là ăn uống. CNN còn cho hay sẽ trì hoãn ngày mở cửa tổng hành dinh theo kế hoạch vào đầu tháng 9 tới, lùi đến giữa tháng 10. Các công ty truyền thông khác cũng đã đưa ra quyết định tương tự để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, ban giám đốc hãng hàng không United Airlines cho hay sẽ yêu cầu 67.000 nhân viên làm việc khắp các cơ sở tại Hoa Kỳ tiêm vaccine COVID-19 trước ngày 25 tháng 10 hoặc là sẽ bị mất việc. Đây là hãng hàng không đầu tiên tại Hoa Kỳ coi việc tiêm vaccine COVID-19 là mệnh lệnh, có thể tạo áp lực đối với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không. Các hãng hàng không của Hoa Kỳ từ trước cho đến nay phản đối quy định buộc nhân viên phải tiêm vaccine COVID-19 và thay vào đó là việc áp dụng các biện pháp khuyến khích như là thưởng tiền hoặc là tăng thời gian nghỉ phép. Quyết định trên của hãng hàng không United Airlines được coi là biện pháp nghiêm khắc nhất liên quan đến vaccine, ràng buộc tất cả các nhân viên thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như là tiếp viên hàng không và các nhân viên các phòng bán vé. Trước đó, thì một số công ty ở Hoa Kỳ như là Facebook
đã yêu cầu nhân viên phải chứng minh đã tiêm vaccine COVID-19 mới được phép quay trở lại văn phòng làm việc. Nhiều công ty không coi đây là điều kiện bắt buộc, mà chỉ yêu cầu một số công nhân làm việc trong lĩnh vực nào đó. Công ty Uber thì buộc nhân viên các văn phòng ở Hoa Kỳ phải tiêm vaccine khi trở lại làm việc, nhưng với các tài xế thì không. Và thưa quý vị, luật sư đại diện sinh viên trường đại học Indiana IU hôm nay đã yêu cầu tối cao pháp viện chặn lệnh của ban giám đốc trường học buộc sinh viên phải tiêm vaccine COVID-19. Theo kế hoạch sẽ có hiệu lực thi hành vào mùa thu khi kết thúc tiến trình kháng cáo. Theo lệnh trên, thị trường đại học yêu cầu sinh viên phải tiêm vaccine COVID-19 trừ khi đáp ứng điều kiện được miễn trừ, nhưng là phải đeo khẩu trang và xét nghiệm COVID-19 hai lần mỗi tuần tại trường. Luật sư James Bob cho rằng quyết định trên coi như là IU buộc sinh viên từ bỏ quyền tự chủ và quyền lựa chọn phương pháp săn sóc y tế của cá nhân. Trước đó, Hội đồng Thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ gồm những người được Đảng Cộng hòa bổ nhiệm nói rằng chính sách của IU cho phép miễn trừ việc tiêm vaccine 19 đến với người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vì lý do tôn giáo, đồng thời cho rằng tiêm vaccine là điều kiện để cho sinh viên được phép đến trường và người không muốn tiêm vaccine có thể di chuyển sang trường khác. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của IU tuyên bố rằng họ tin quyết định buộc sinh viên tiêm vaccine sẽ được ủng hộ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sinh viên, giảng viên và nhân viên hành chính của trường đại học. Và đã có cuộc tranh cãi bùng phát ở Florida về việc liệu học sinh bị buộc phải đeo khẩu trang khi trở lại lớp học vào mùa thu này hay không. Một số học khu ở Florida đã yêu cầu học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường vào năm học tới, bất chấp sắc lệnh của thống đốc Ron DeSantis cho phép phụ huynh quyết định việc đeo khẩu trang của con em và dọa sẽ cắt trợ cấp học khu buộc học sinh đeo khẩu trang. Hiệu trưởng trường công lập Broward của South Florida, quận lớn thứ hai của tiểu bang Florida, thì coi sự an toàn là ưu tiên hàng đầu khi yêu cầu học sinh đeo khẩu trang vì số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Florida. Hôm thứ Bảy qua, Florida đã ghi nhận gần 22.000 ca nhiễm COVID-19, con số cao kỷ lục trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, thống đốc DeSantis, đảng viên Cộng hòa thì cho rằng cha mẹ của học sinh sẽ quyết định việc con em của họ đeo khẩu trang chứ không phải là học khu. CDC đã khuyến cáo tất cả sinh viên, học sinh, kể cả thầy cô giáo và nhân viên hành chính của các trường chưa tiêm vaccine COVID-19 nên đeo khẩu trang ở trong phòng. Và thưa quý vị, một bản tin đáng tiếc cho hay đó là một ngọn lửa bùng phát tại một ngôi nhà của khu chung cư tòa lạc tại góc đường State và số đường 29 của thị trấn St. Louis, phía tây nam của tiểu bang Illinois đã làm chết tất cả là 5 đứa trẻ dưới 10 tuổi của một gia đình. Sở cứu hỏa St. Louis cho biết các em nhỏ bị người lớn bỏ ở nhà khi hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay. 5 đứa trẻ bị thiệt mạng đều là anh chị em ruột từ 2 cho đến 9 tuổi. Danh tính của các trẻ em xấu số chưa được tiết lộ. Theo nhân viên dõi nghiệm tử thi của quận St. Clair, thì 4 trong số trẻ này được tìm thấy đã chết tại nhà và đứa trẻ thứ 5 chết tại bệnh viện. Cảnh sát cũng nói rằng người mẹ của các em đã ra ngoài vì một việc cần thiết. Khi quay lại thì đã thấy ngôi nhà bao trùm ngọn lửa. Cảnh sát đang điều tra để xác định nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn. Và thông tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, một nữ công chức thành phố New York hôm qua đã trở thành người thứ 11 nạp đơn tại văn phòng cảnh sát để tố cáo thống đốc Andrew Cuomo của đảng Dân Chủ đã quấy rối tình dục. Người này tự nhận là phụ tá của ông Cuomo, cho biết ông đã nắm mông của bà và sau đó còn thò tay vào áo để xoa ngực tại dinh thống đốc. Theo trang mạng NBC New York, nếu lời tố cáo trên được chứng minh là sự thật, thì ông thống đốc có thể bị bắt. Nhóm luật sư của ông Cuomo đã tổ chức cuộc họp báo lúc 3 giờ rưỡi chiều hôm nay để thảo luận về phúc trình của Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang liên quan đến hành vi phạm pháp của ông Cuomo. Tuy nhiên, cuộc điều tra có thể mất vài ngày hoặc vài tuần lễ mới hoàn tất. Đơn kiện mới nhất của nữ nhân viên phụ tá của ông Cuomo nói rằng ông đã ôm, hôn lên má, trán, môi và chạm vào mông của bà trong những lần chụp ảnh selfie, cũng như là nhiều lần gạ gẫm nhờ bà tìm cho ông một người bạn gái. Người phụ nữ trên dự tính sẽ giữ kín mọi việc và thay đổi ý định khi ông tuyên bố chưa bao giờ chạm vào người khác không thích hợp. Ủy ban Tư pháp Quốc hội New York
cho ông Cuomo thời hạn chót là ngày 13 tháng 8 để cung cấp bằng chứng trước khi ủy ban xem xét hồ sơ tố cáo ông tội quấy rối tình dục. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị một lần nữa tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Vi Anh và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin địa phương.